Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Phương Thọ và chú Tất Tiến gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống mạng tần VNATV 57.3, 16.10 và 26.9. Và xin gửi lời chào đến chú Tất Tiến. Xin chào ông Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã biết ở nước Mỹ là một nước rất tôn trọng luật pháp. Thế nhưng mà dù sao cũng là con người điều hành luật pháp, thưa quý vị, thành ra cũng vẫn xảy ra nhiều cái vụ gọi là người ta có thể gọi là luật pháp không minh, hay là phụ huynh huyện, hay là một vài cái buổi quan tòa phán những cái bản án là không có thích hợp với lại cộng đồng, hay là người ta cho rằng là thiên vị như thế này khác, hay là xảy ra nhiều cái vụ động chạm biểu tình giữa dân chúng với lại thành phố cũng như là quan tòa. Thưa quý vị, thì mới đây đó là những người mà chống đối ở Grand Rapids City đó là đã shut down một cái buổi họp ở thành phố, bởi vì cái thành phố này khi mà không có một cái bản án rõ rệt đối với người cảnh sát bắn chết một cái người da đen, thì cái vụ này đã đang làm dấy lên một dư luận đó là có thể là tòa án phủ bệnh huyện cảnh sát bên với nhau. Thì những người mà protester đã tràn vào, bắt đầu la ó và nói rằng là phải đòi hỏi công lý cho cái người bắn chết. Thì ông thị trưởng về sau phải cho discontinue cái buổi họp luôn, tại vì không thể nào mà họp được khi mà những người ta la hò rất là nhiều. Và trong khi đó thì cảnh sát cũng đứng lặng yên. Chúng tôi không biết là kết quả là sao, chúng tôi sẽ có phần tin chi tiết còn chút xíu về sau này. Về vấn đề cảnh sát, thưa quý vị, cảnh sát là bênh lẫn nhau, tại vì cái Police Union đã bênh cho những người cái cảnh sát này. Sự việc xảy ra như thế này là anh này là lái xe mà có một vấn đề gì đó, khi cảnh sát chặn lại thì anh bỏ xe chạy nhưng cho người không vũ khí, thế mà cảnh sát đã đè anh xuống, bẻ quạt tay đằng sau mà giếng súng vào đầu anh đằng sau ót đó. Thì không biết như thế nào đó lại bóp cò cái bụng một cái và anh kia chết rồi. Bây giờ thì cảnh sát Police Union lại bênh vực ông này, còn những người mà quan tòa hay là kia là tha bổng ông này, nói lý do là ông kia chống đối như thế này khác. Thành ra bây giờ đang xảy ra một cái vụ là biểu tình rất là lớn, và có lẽ là không có ngừng lại đâu. Mà chúng ta đã biết rằng là tất cả những người mà da đen thì xưa giờ mỗi lần mà có những cái vụ mà bắn giết người mà cách cảm thấy oan ức thì hay biểu tình rất là lớn và gây xáo trộn. Nhưng mà kỳ này thì không có xáo trộn, không có đốt nhà, không có đốt xe, nhưng mà chỉ có cái là làm phá tan một cuộc họp của thành phố. Thì không biết thành phố sẽ ra quyết định như thế nào, cũng như cảnh sát ở trên trung ương, cũng như quan tòa ở quan tòa tối cao hơn nó sẽ xử như thế nào. Bây giờ trước mắt là quan tòa ở dưới thả tha bổng ông kia, không có buộc tội giết người, mà trong khi rõ ràng là lấy súng đè vào đằng sau gáy bóp cò gái, thì bất cứ lý do gì cũng không thể là biện hộ cho cái vụ này được. Vậy mà Police Union, tức là liên hiệp của cảnh sát, đang bênh vực ông ta. Và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin của Hoa Kỳ, khi mà mới đây thì chính phủ cũng đã lên tiếng để mà nói rằng là phải có thêm một cái khoản ngân sách để mà mua thuốc điều trị COVID-19 sắp tới này. Thì chúng ta thấy trong cái thời gian vừa rồi, 2 năm cái pandemic, cái đại dịch của COVID-19 đã diễn ra, thì Hoa Kỳ luôn là một trong những cái nước đi tiên phong trong cái vấn đề mà thuốc lúc nào cũng có cho những người dân dùng để chích, cũng như là có một cái sự là hỗ trợ cho tất cả những cái nước khác mà không có khả năng về cái vấn đề mua thuốc. Và hiện tại thì theo như Quốc hội nói rằng là cái ngân khoản để mà chống dịch đã buộc cho chính phủ liên bang phải cắt giảm điều trị miễn phí cho những người không có thuốc bảo hiểm, cũng như là phân bố nguồn cung cấp kháng thể đơn dòng. Thì giới chức của hiện tại chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng là Hoa Kỳ cũng đang mất dần một cái cơ hội để mà có thể đảm bảo được rằng là cái liều thuốc tăng cường COVID và thuốc kháng virus mới để mà giúp cho những người dân Hoa Kỳ có thể quay lại cuộc sống bình thường khi mà phải đối mặt với những cái biến thể mới cũng như là những cái ca mới đang lây. Thì những cái nước khác giống như là Việt Nam, Nhật Bản, Philippines và Hồng Kông đã đều mua, đặt tiền để mà mua những cái thuốc điều trị COVID vaccine mới này, trong khi thì hiện tại thì Hoa Kỳ vẫn chưa thể đặt mua đủ theo những cái số lượng. Thì do rằng là Tòa Bạch Úc cũng đã bắt đầu có những cái cảnh báo khi mà Hoa Kỳ bước vào một cái sự chi tiêu quá nhanh chóng về cái số tiền trong cái kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ là lên đến 1.900 tỷ. Thì và sau đó thì cái kế hoạch này cũng phải yêu cầu có thêm là khoảng 22.500 tỷ để mà có thể giải quyết cái nhu cầu khẩn cấp ở Hoa Kỳ cũng như là lẫn là ngoại quốc.
Chính vì vậy thì cái số tiền nó cũng cạn kiệt. Và tháng trước thì Thượng viện cũng đã đến nhắm là một cái kế hoạch nhỏ hơn, rằng là khoảng chỉ cần 10 tỷ thôi, không cần nhiều, để mà có thể giải quyết tất cả những cái nhu cầu ở trong Hoa Kỳ đang sử dụng. Nhưng mà cái thỏa thuận này cũng không có được đi tới đâu, khi những nhà lập pháp cũng đã phản đối từ cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của CDC. Thì theo đó thì cho biết rằng là CDC sẽ gỡ những hạn chế có liên quan đến những cái đại dịch đã được thực thi thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Và Tòa Bạch Ốc cũng đang là thúc đẩy là bác sĩ là phải tăng cường để kê đơn thuốc kháng virus Paxlovid. Và đây là một cái loại thuốc chỉ phân phối cho cái nhóm bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ mà lây nhiễm cao, rất là cao. Thì cái loại thuốc Paxlovid này chúng tôi sẽ điểm sơ qua, thì nếu mà được sử dụng trong vòng 5 ngày đầu tiên mà xuất hiện những cái triệu chứng thì sẽ giảm là 90% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân mà có khả năng diễn tiến cái bệnh này nhanh. Và cái số ca tử vong hằng ngày tại Hoa Kỳ thì cũng ra con số cũng khá thấp, là khoảng 314 người so với trước thời gian trước đó. Nhưng mà những cái loại thuốc mà điều trị COVID mới của Hoa Kỳ cũng bắt đầu tụt dần lại do không đủ cái số tiền để mà chi tiêu. Và Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với một cái số vấn đề sản xuất điều trị thuốc về virus và kháng thể nữa, rất là mất nhiều thời gian. Nhưng mà cái loại vaccine Paxlovid này thì mất khoảng 6 tháng để có thể sản xuất, và những cái phương pháp sản xuất này có thể là dùng để kháng thể đơn dòng cũng mất một cái khoảng thời gian 6 tháng tương tự như vậy để mà có thể hình thành ra được cái loại thuốc. Thì đây là một điều cho chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ cũng đã sắp hết cái thời gian để mà có thể bổ sung cái lượng thuốc dự trữ vào cho tới cuối năm nay. Thì cái số tiền là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng, nhưng mà vẫn không có đủ tiền để chi từ trong nước. Trong khi đó chúng ta chi ra ngoài quốc tế rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, lại một vụ bắn người rồi tự sát, thưa quý vị, ở thành phố Biloxi ở Mississippi. Một nghi can đã bắn chết 3 người ở trong một cái khách sạn. Sau đó thì bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo thì anh ta đã cướp một cái xe chạy, rồi bỏ xe chạy vào trong một cái tiệm, rồi sau đó rồi lại chạy về cái một cái nơi khác, ở đây không nói rõ ràng là chỗ nào, chỉ biết là cách khoảng chừng 20-30 phút sau thì cảnh sát đã bao vây cái khu vực anh này ở và dùng hơi cay xịt vào trong đó. Nhưng mà lúc sau người ta vào trong đó thì thấy anh này đã chết với một vết đạn. Thì người ta cho rằng anh ta đã chết vì tự tử. Thưa quý vị, thì đây là những cái tai nạn rất là thương tâm mà xảy ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm ở trên đất Mỹ này. Thưa quý vị, cứ giận dữ nhau cái là súng đạn có sẵn sàng thì cứ nổ loạn sẵn sàng và tự sát chết. Thành ra coi như là thiệt mạng mình mà chẳng được gì. Có những kẻ nào không tự sát chết thì lại bị tù. Người trung thân thật là buồn bã chỉ vì sự nóng giận. Bực bội trong gia đình, cãi cọ, tranh cãi về tiền bạc hay tranh cãi về ái tình như thế nào đó là mà nếu có nổ súng thì chúng tôi mong là cái người cộng đồng Việt Nam chúng ta đừng có phải là nổi nóng trong bất cứ cái vụ cãi cọ nào hết, rồi phải đưa lên chết người, cái đó rất là nguy hiểm cho chính bản thân của chúng ta và cũng như bản thân của người thân của chúng ta. Rồi một khi mà trong gia đình có một người đã chết vì bắn chết hay vì tự tử chết thì đó là nỗi đau cho toàn bộ cả họ hàng, con cái cháu chắt sau này trưởng hỏi mấy đứa nhỏ nó lớn lên nó sẽ mang trong hình ảnh cái đầu của nó rất là những hình ảnh rất là ghê rợn và làm chúng không thể nào phát triển được. Dạ, và một trong khi đó thì chúng ta cũng vẫn đang cái ngân sách của Hoa Kỳ vẫn đang thiếu để mà có thể bổ sung cái lượng vaccine dự trữ cho cái kho của Hoa Kỳ. Thì cố vấn y khoa của Tòa Bạch Ốc và giám định của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia là bác sĩ Anthony Fauci. Ông cũng ra một cái tuyên bố, ông nói rằng là hiện tại thì Hoa Kỳ cũng đã vượt qua được khỏi cái giai đoạn mà đại dịch của COVID-19. Ông đã nói cho biết như vậy. Thì ông nói là điều này có nghĩa rằng là có khoảng 900.000 ca mà chúng ta không có phải nhiễm một ngày, và cũng như hàng chục ngàn người vô bệnh viện và hàng ngàn người chết trước đó là một cái điều không có xảy ra nữa. Và hiện tại là cái mức nhiễm ở đây cũng như là tử vong rất là thấp. Nếu mà có những câu hỏi đặt ra là đất nước của chúng ta đi ra khỏi cái giai đoạn đại dịch chưa, thì chúng tôi có thể trả lời là rồi. Thì ông đã nói như vậy. Ông nói là trong vòng những cái tháng vừa qua thì cái số lượng mà nhiễm cái COVID-19 này cũng giảm rất là mạnh tại Hoa Kỳ. Và cái đợt mà nhiễm về cái biến thể Omicron mới cũng đã giảm suy yếu từ từ. Nhưng mà hiện tại những cái số ca nhiễm mà bên miền Đông Bắc mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái thời gian vừa rồi cũng đã bắt đầu tăng. Và cái phần mà có vẻ nhiều gấp đôi so với cái mùa hè của năm 2021 vừa rồi.
Và hiện tại số người tử vong tại Hoa Kỳ cũng đã thấp hơn hầu hết trong cái thời gian mà diễn ra cái đại dịch, khoảng chừng khoảng là 314 người đã tử vong thôi. Thì những cái giới chức y tế địa phương khắp toàn Hoa Kỳ vẫn đang có thêm khuyến khích những người dân nào mà chưa đi chích ngừa hoặc là chích ngừa mũi thứ ba để mà đủ liều cũng như là cái mũi tăng cường. Và hiện tại theo như ông Fauci nói là nếu đại dịch, nghĩa là cái loại virus vẫn còn lây lan rất là khắp thế giới, nhưng mà nếu xét trên toàn cầu thì cái này là đại dịch vẫn đang còn và vẫn đang còn tiếp diễn. Thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại trên thế giới, toàn thế giới thì cũng có một vài nước là cũng đang rất là kinh khủng, đặc biệt nhất là Trung Quốc. Và có một số thành phố của Trung Quốc cũng hiện tại cũng phải lockdown và có những cái giới nghiêm về cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, chúng ta biết là vấn đề mafia là cái vấn đề mà những người mà tên là tội phạm lớn, gangster lớn, chỉ huy một đường dây nào đó để có thể đâu mà bắt cắp hối lộ hay là bắt tiền chọc hay là bán tất cả những cái đồ quốc cấm như hạn như heroin hay là bất cứ một xì ke ma túy nào, rồi đồng thời là có những cái đường dây để mà xử tội tất cả những kẻ nào mà không tuân lệnh hoặc phản bội hoặc là những kẻ nào không bán hàng cho họ hay đại khái như thế. Thì cái đường dây mafia này đó, chúng ta đã biết là ở bên Ý đó là nguồn gốc chính của mafia bên Ý là những có những cái băng đảng mà nó coi như là nắm quyền luôn cả thành phố, cả lãnh địa luôn. Bây giờ bên Mỹ chúng ta cũng có rất là nhiều cái băng đảng mafia, nhưng gần đây ở ngay California có cái băng đảng Mexican Mafia, tức là những người Mễ mà làm mafia. Thì mới đây ở tòa án liên bang đã ra lệnh là trừng phạt tất cả những cái người này, nhiều tội đã bắt được có khoảng chừng 28 người, trong đó có một tay đầu lãnh là đã chết năm 2018. Sau khi tay đầu lãnh này chết thì là tới có hai người đứng lên thay thế, hai người thay thế thì mấy người cũng đều bắt hết rồi. Bây giờ còn lại một số nào đó tản lạc khắp nơi trốn tránh, nhưng mà từ trước mắt là tòa án đã bắt được tới 28 người đủ mọi thành phần, từ lãnh đạo cho đến những người thực hành. Thì bản án nó ra một cái bản án rất là mạnh mẽ để cho những kẻ mà làm mafia cho đến Mỹ này phải hiểu là không thể nào và qua mặt pháp luật được, không thể nào mà dùng tiền bạc để mua chuộc pháp luật cũng như là để trốn tránh pháp luật và để làm những chuyện hại người. Thì cái băng đảng Mexican Mafia này coi như hôm nay đã coi như là bị bắt gần hết rồi, không biết còn ai nữa không, nhưng mà trước mắt là có 28 người bị bắt và những người này bị xử tội rất là nặng, tối thiểu là chung thân, còn những kẻ mà thừa hành cũng phải là 10 đến 15 năm. Dạ, và chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hay hệ thống bằng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.